Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Mình thưa các bác, hôm nay tiếp tục chúng em về được lô hàng để các bác có thể là sắm sửa vào những cái dịp cuối năm, dịp Tết với mức giá rất là rẻ các bác nhé. Thì trước mặt đây thì các bác đang có hai mẫu loa Bimby, một là 880 và hai là 850, và hai sản phẩm này thì đều là xuất xứ Trung Quốc các bác nhé. Đấy, đều là sản xuất Trung Quốc nên là anh em nào mà đam mê hàng xịn, hàng chính hãng thì có thể là xem ở những cái video khác. Còn trong cái video này thì em đang nói về các cái phân khúc tầm trung giá rẻ. Đấy, chỉ có 2 triệu 900 nghìn một đôi. Vậy 2 triệu 900 nghìn một đôi thì chúng ta có những cái gì, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là tìm hiểu chi tiết. Ở đây thì em đang có hai phiên bản. Cái 850 thì nó sẽ là màu bạc. Đấy, màu ghi bạc này. Còn 880 thì nó sẽ là màu đen này các bác nhé. Đấy, có hai phiên bản hai màu lựa chọn. Đấy, và bằng giá nhau. Đấy, hai phiên bản hai màu lựa chọn bằng giá nhau. Đấy. Thì nhìn qua thì các bác có thể thấy về cái lớp sơn này, họ sơn này rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp và mịn các bác nhé. Đấy, rất đẹp. Đấy là chúng ta đánh giá bên ngoài. Đấy. Màu đen này thì có vẻ là nhìn nó chắc chắn, nó khỏe. Đấy, nó có cái cảm giác nó khỏe khoắn, nó chắc chắn và nhìn nó thích mắt. Đấy, tức là em thì thích màu đen. Còn tuy nhiên thì anh em nào mà thích cái màu truyền thống của BB thì các bác có thể lựa chọn phiên bản 850 này thôi nhé. Và cái chất âm hai sản phẩm này thì nó như nhau. Đấy, chất âm hai sản phẩm như nhau và cái cấu hình giống nhau các bác nhé, cấu hình giống nhau. Ở đây thì mỗi một loa thì đều được trang bị là bốn bốn con chép. Đấy, bốn chép này các bác này, và bát của nó là bát 25, bát 25 các bác nhé. Với những cái dòng sản phẩm này thì em đều bao zin hết cho anh em, đều bao zin hết anh em nhé. Đấy, zin hết, các bác nhìn này, nhẹ này, cực kỳ đẹp luôn ạ. Đấy, từ kép rồi các bác nhìn này, về cái gân đấy, tất cả là zin đét. Đấy, chưa có động chạm gì hết nhá. Đấy, hàng bao đẹp luôn. Đấy, em biết cho anh em. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là chất lượng nhá. Đây là củ bát. Thế còn về bên trong đây quá, phân tần của nó đây, em quay phân tần này. Đây, phân tần của nó nhé. Đấy, BB thì thường phân tần của nó rất đơn giản. Đấy, cực kỳ đơn giản luôn anh em ạ. Đấy, là bông tiêu âm của nó đây ạ. Đấy, bông tiêu âm cũng rất là chuyên nghiệp. Đấy, hàng đẹp, hàng chuyên nghiệp nhé. Đấy, thì đây là 850. À, xin lỗi ạ, đây là 880. Còn 850 đây các bác. Đấy, hình thức thì nó khá là giống nhé. Đấy, cũng là từ kép. Đấy, cũng là zin. Zin hết anh em nhé. Đấy, là zin hết ạ. Đấy, gần. Nhìn rất đẹp đúng không ạ? Rất đẹp và chất lượng. Đấy, những cái dòng loa này thì phục vụ các bác chơi Tết thì thoải mái luôn ạ. Đấy, nội thất như nhau. Đấy, giá tiền như nhau. Đây, củ chép vào đây. Đấy, chép vào đây các bác nhé. Đấy, bốn chép thì anh em chơi nhạc vàng, nhạc vàng hoặc là hát karaoke thì phải nói là tiếng gọi là rất là hay. Đấy, hát thì tiếng nó thoát, còn nghe nhạc thì chép tì tách, nảy, rất nảy tiếng. Đấy, thùng hình thức, thùng còn rất là đẹp. Đấy, thùng hình thức đôi nào như đôi nào luôn. Đây là em bỏ ra hai mẫu, còn bên em về rất còn rất là nhiều. Đấy, đây là những cái mẫu mà giá bình dân. Đấy, 2,9 triệu. Và nhưng mà muốn nhu cầu mua giá rẻ hơn thì em đang có những cái dòng H2. Đấy, H2 Audio này, HP2 Audio. Đấy, những cái dòng này giá chỉ có 2,5 triệu một đôi thôi. 2,5 triệu một đôi. Đấy, hoặc là anh em thích 3G. Đấy, 3G em có 3G đây các bác nhé. Đấy, cũng 2,9 triệu. Đấy, 3G và Bimby này thì nó bằng tiền nhau là 2,9 triệu một đôi này. Đấy, còn H2 là giá chỉ có 2,5 triệu thôi ạ. 2,5 triệu. Đấy, cấu hình bi thì em đã soi rất là chi tiết cho anh em rồi. Đấy, và những cái dòng sản phẩm này em đều bao test nhé. Anh em nhận hàng được kiểm tra, để tháo ra kiểm tra, test thoải mái. Đấy, ok, đúng như giới thiệu thì các bạn phải thanh toán. Đấy, và đặc biệt là chính sách bán hàng hiện tại chúng em đang hỗ trợ cho các bác là khi mà các bác sử dụng test trong một tuần đầu tiên. Đấy, test trong một tuần đầu tiên, nếu như các bác thấy nó không hợp thì các bác có thể gửi lại bên em sẽ trả lại 100% số tiền các bác mua. Đấy, tuy nhiên các bác chỉ chịu phí ship cho em thôi. Đấy, chỉ chịu phí ship thôi. Đấy, còn số tiền các bác mua 2,9 triệu em chuyển lại 100% số tiền các bác mua. Đấy, chính sách hiện tại bên em đang ưu đãi cho các bác. Đấy, loa test một tuần thì quá thoải mái rồi đúng không ạ? Đấy, chất âm cực kỳ hay, giá rất rẻ nhé. Đấy, anh em có nhu cầu mua sắm liên hệ ngay tới đầu số 096 777 9531
hoặc là 0978 503822 để được bên em tư vấn hỗ trợ các bác. Và xin chào các bác.